Cái này là chân gian á, đúng không? Một người làm hết thì nó khác, còn tiếp xúc. Cái định lượng thì mình đã định lượng khoảng 50 rồi, bây giờ mình cứ đi bơm là 50 thôi. Vừa vừa bơm vừa khoan luôn được không? Mấy cái nút nó bị đóng á, em đi trước em mở giùm. Nhưng mà thường nó mà lắp vô cái nút nó mở sẵn mà đúng không ta? Sau là nó bơm khí, là sau là vẫn phải đóng. À. Chứ chưa nói là còn phải bóp khí. Ở bữa là năm ngoái làm cái bắp mà làm nhanh như một cái ẩu, buổi chiều đẩy gần ngàn rưỡi cây đầu đóng đợt nó bắt là cái làm đúng nghỉ là đi như một giờ vào là nó đi là bên dài về làm tăng hoạt này, tại túi thấp cho nên nó hơi lâu hơn. Chà, đổ mồ hôi, đi heo quay cũng đổ mồ hôi, đây thời tiết nóng quá, cái người mà làm không đổ mồ hôi, mọi người đi heo quay đổ mồ hôi, đi heo mệt hơn hả? Cầm cái cây này nè, mà đeo cái ba lô này nó ấm êm ghê đó, đeo không nghe cảm giác, không nghe cái cảm giác gì luôn, lấy nè, cái bảng nó rộng á. Đi nhiều đúc kết nhiều kinh nghiệm. Giờ lấy cái ba lô, trơm cái ba lô của con đúng không? Ừ. À, kiểu này trơm ba lô của con. À là uống Milo kìa, ba lô Milo, uống Milo cứ bịch cái ba lô kìa. Giờ xin uống Milo. Xin uống Milo. Qua đây, qua đây nè. Chắc kêu một lớp mỏng thôi nha. Cái đó mỏng á, ừ, dày. Để sau mình tháo ra dễ. Hả? Ờ, thích lấy à. À đâu có chuyện. Cái về vấn đề mà dời nắp chóp qua bên trái hoặc bên phải á, thì nếu bạn dời theo hướng nào thì mình sẽ nên dời theo một hướng thôi. Đấy, như cái này là phải dời theo hướng theo chiều của nó rồi. Giờ ra chiều này chưa? Dạ. Tại mai mốt khoan đây này. Khoan đây này. Khoan đây này. Dạ. Nếu khoan một bên thuần như không nói như cái này là nắng mưa thì buộc phải. Không, em nói với khán giả. Nói với anh. Ý là với cái gì đây em nói với khán giả, còn cái đó anh biết lỗi không mình nói. Vừa này đi làm mệt mà ra khoan cái tiếng 15 phút, 750 cây. Một tiếng 15 phút 750 cây. Mà khoan cây thấp đó. Đó là quán khoan cây gốc ấy. Dạ phải ngồi xuống phèn đúng không? Đúng rồi, đứng này. Đứng đây. À đứng như người thôi đúng người cái. Làm nhà như đi chơi. Cứ 5 giờ ra 6 rưỡi về đúng rồi. Đây là ở mức 60. 50-60. 50 chứ đúng không? 50. 50. Giờ chỉ cần nhìn cái khí là biết được bao nhiêu ml. Cái
cứng nghe rồi hả? Đáng đại mà, trúng 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 thôi. Cái vườn này nó ngoái một cái số mà nắp kia kìa. Nắp cái nắp có dài ra ấy. Dạ. Một số nó đóng 3 ngày sau nó mới xỉ. Khoan nó nhát từ 3 bơm khí nó mới xỉ. Trời ơi, nó nản. Không lẽ cuối năm giờ tao đi tao đổi nắp. Hôm nay dùng hết loại này luôn chứ tôi không ngon. Máy thí điểm hôm nay là bắt đầu làm hết luôn không? Máy thí điểm cái nắp chót hôm nay là sử dụng. Anh trang bị cho vườn gần hết chưa? Xong rồi. À xong rồi. Giờ còn bấm còn 500 1000 cái đai nữa. 500 thành 1000. À hai cái đai, hai đai bấm hai. Ôi. Thả thắng. Là dưới đó là người ta bấm cái này có 500 đồng một công hả? Nè, khán giả đề nghị trật tự ra. 500 đồng công. Sáng mới đi vườn là kêu là 500. Mà cắt đôi mắng 50 hả? 55. 55 cắt đôi. Như vậy là của người ta là hết có 140 một cây, mới là 560 đồng rưỡi. Thì cây mắng 60 rưỡi khoảng 700 rưỡi. Một cây mắng đai này chưa đến 1000. Tất cả các cây đều bình thường hết, trong một năm áp dụng thân cây không một vết nứt nếu mà áp dụng đúng phương pháp duy trì độ cao. Còn những vườn không áp dụng không đúng phương pháp thì nó sẽ bị tình trạng là giảm mũi giảm độ, da cây gặp vấn đề. Chỗ khoan nếu mà khoan mà độ giảm thì cái vết thương trong không lành, da cát nó sẽ lành nhưng mà ở trong nó không lành, nó dẫn tới là đường té mũ ra gây khối da. Bơm này bao nhiêu phút? 400 cây bơm bao nhiêu phút? Tùy theo anh. Cái nào hứng đi lẹ chứ. Đi bình thường thôi. Ừ, cái này mai mốt cột. Cũng đang đi bình thường á. Cột cái dây này lên cao bơm cho nó khỏe. Cái này là bữa nay là đi là còn cung xuống lập dây lên nó hơi lâu. Cái hình đời em bơm ở trên cao là còn nhanh hơn nữa. Bình thường, kiểu dài lưng nó quen như thế. Cái này đi chân không á, một chân lấy cặp vô đưa lên không giúp chỗ nào, giúp chỗ đá không hết rồi. Cái này rồi tính giờ hết rồi con. Nãy giờ nhiều dữ hả? Nãy giờ bơm tính 150 cây chứ. Thôi là có 100 cây mũi, cho nên sẽ lẹ mũi mũi nó dí. Ngoài làm thì thấy đậm đậm vốn rồi thôi, không cạn không quan nữa, chỉ một hai ngày. Còn kia cái vườn mà vườn 2500 cây mà nó còn khoan đến 10 luôn. Đấy này nổ quá. Cứ đổ sản lượng thôi, không lấy nữa. Nướng. Ấy giờ biết bao giờ hư cây. Lâu. Anh vừa này lúc đầu người ta bảo cây non mình là mà trời ơi, tôi giờ tôi đi khoan đi làm biếng cạo lắm rồi, thì cạo mướn nó thì mệt lắm rồi. Giờ cứ chuyển đổi từ từ anh nha. Từ từ mà. Cứ giá mũ năm nay thì không nói, cái năm mai mốt năm sau giá mũ được mình cứ mướn vườn mình tự làm khoan cho khỏe, cạo mướn chi cho mệt. Vấn đề là tìm được giá ok cũng mướn cũng mua. Dạ. Nhưng mà giá hôm nay mà đòi ra hai mấy triệu mua rồi. Dạ đúng. Tầm 20 đổ lại. Bây giờ nó mà chủ vườn họ chưa nhìn nhận được cái vấn đề đó. Trời ơi, vài bữa nữa giá mủ nó xuống 18, 19 nữa. Có khi mẫu bán có mười mấy triệu cũng có. Dạ, đúng rồi.
thì lúc đó mới bắt đầu họ nhìn nhận ra cái vấn đề của năm nay do dịch bệnh thì... giờ sản lượng có công thì mướn giờ 4 triệu ai làm buộc phải 5 triệu giờ một hết tháng được bao nhiêu ký mũi khô mấy trăm ký nếu tay nghề của anh mà cày truyền thống thì một tháng anh thu nhập được khoảng bao nhiêu anh cày truyền thống với anh sản phẩm nó khác nó khác hơn một tháng. Vậy là thường một tháng nếu mà anh làm full thời gian thì thu nhập mình khoảng bao nhiêu? Một tháng bình quân khoảng 7 triệu nhân 12 tháng. Dạ. Bên anh tính lương tổng thu như phải tính 12 tháng, không tính công nhân như cánh này đâu. Một năm thu ví dụ 70 triệu chia bình quân 12 chứ không chia tháng gạo đâu. Chia 12 luôn á? Ừ. Bởi hợp tác mà tính mà lương mà... dưới 60 triệu là phải điều chỉnh rồi. Phải để cho công nhân làm sao phải đạt ở mức thấp nhất là phải một người được 6 triệu. Như với điều kiện là công nhân phải chịu làm, nhưng không có chuyện làm chơi chơi mà cũng đòi cho được 6 triệu thì không có được. Cái túi khí năm nay anh thấy có điều gì đặc biệt không? Nè, cái túi khí năm nay này. Năm nay này. Chưa phát hiện ra đúng không? Mày mất năm trước với lại cái đầu này này. Nó liền hơn này. Liền băng luôn đó. Ờ liền hơn so với năm rồi. Trong vắt đúng không? Mổ trong và mềm hơn. Dẻo mềm hơn. Năm nay ép bằng công nghệ mới. Liệu có được 10 năm không? Lương thì anh chả lấy, anh lấy mổ, anh chả lấy lương. Thì nó nhắm mà trả anh được nhiêu anh làm được làm không làm thôi. Đây cái túi khí mới công nghệ ép mới công nghệ va đấy công nghệ ultrasonic ở bên này đó bên này cái mới không mới nói tốt hơn nhiều. Còn làm đi. Bơm chậm. Bơm mới ở đây. Ờ có vẻ bơm chậm hơn rồi nó mất chóp á. Bơm chậm hơn. Tại vì không xuống rộng cái dây lên. Không khum lên cho chú đứng vẫn chậm hơn. Cái kiểu này mà mắc mũi tèm nhèm mà chắc là hơi lâu nè. Có nghĩa là một người nữ ở trên, một người nam ở dưới đúng không? Ừ. Nữ đóng nắp cháp là nam là bơm khí là đuổi hơi lẹ lắm đó, đuổi bằng tốc độ luôn á. Nhất là mặc váy nữa. Dạ. Yeah. Bikini còn nhanh hơn nữa. Mặc bikini là tốc độ sao, bơm khí là còn nhanh hơn là tốc độ đóng nắp cháp luôn á. Lâu lâu lên còn... sơ muối tí. Cái này gọi là người ta nghiên cứu cái gọi là cái tăng năng suất hiểu không? Là sao mình làm cái gì mình cũng phải nghĩ ra cái cách để mà cái năng suất nó tăng lên. Nên là mai mốt mà anh Toản có muốn công á, anh sẽ muốn là một nữ một nam. Thế là anh thì chẳng có nhà mà ở. Là nữ là phải yêu cầu là mặc váy. Đi làm vợ không cho đi. Mặc bikini thì đừng nên, tại vì về là mũi nó cắn là sưng mông nó hết, không được. Mặc váy thôi được rồi. Rồi mình viết nhỉ? Hả? 15 phút. Còn 2 cây. 16 phút. Còn không? Còn. Đâu? Mai bơm. Ừ. Giờ bơm tới rồi. 4 giờ 55. Bao nhiêu phút? 15 phút. 15 phút à? Wow, bằng thời gian... 42, 41 á. Bằng thời gian nó mất chóp rồi. Cái này là đối với là cái thao tác đóng nắp chóp ở dưới gốc cây và bơm khí dưới gốc cây, còn nếu mà làm ở trên cao thì là trên cao nhanh hơn. Nhanh hơn được bao nhiêu phần trăm ta? Nhanh hơn được bao nhiêu phần trăm nhỉ? Trên cao thì có thể nhanh hơn chứ phải tầm 10 phần trăm, 20 phần trăm. 10 20 phần trăm.
anh nghĩ nhanh hơn cái tốc độ đó đó, nhanh hơn. Ừ. Tại vì mình đi ngang đây là mình đúng rồi, thời gian anh bước đi cây nó cũng nhưng mà cái mình tới cây mình phải khum xuống mình đập lên nó đỡ hơn tí.